Bà mẹ bình đồng y từng lái mời bà mẹ bình đồng hào hùng môi hút vì lúc hoàng tài kỳ đang phát thành cặp truyền hình Thanh Hòa, đài phát tình kênh VTV Hà kỳ đại truyền hình Việt Nam. Bà mẹ bình đồng y từng lái, chơi nhăng hèn, Chủ tịch Hồ Chí Minh có lên nè ọc, chơi mi chính sách thức, sở lan việc đi xoay, bao sở bề đáy kỳ chính sách nặn, sở gió nhóm kháy ọc chủ việc, nhóm chọn cán bộ, cặp nhóm bưng ngoài, dòng xám việc nặn, sở bao đại xoay, sở chính thách, tức vấn đớ, sở cỏ bao đại có ít sập hòm xăng kỳ bắc hồ Cô là cái, cái mặt trận tổ quốc lần cấp cang thanh thanh hòa có lớp mảnh chờ tham gia tư vật giám sát cả phần biển xã hội đối nắm là chủ trương đổi lùi ký đảng chính sách pháp luật kỳ hơn nước tóng hiệp lợi thế chủ trương chính sách 11 một đại đi doi hớn quân kiên hèn thức nắm trước con kỳ bò mẹ quý nỏng, quân nắn sở mi vai trò tóng hiệp lũ ký hội đồng tư vấn ba tư vấn tổ tư vấn kỳ ủy ban mặt trận tổ quốc lần cấp cang thanh thanh hòa Bên cáo bí dọc bàn sao xám, ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Thanh, nước khái hội nghị phản biển xã hội, đối nắm dự thảo quyết định ký Ủy ban dân Thanh, mưa phê duyệt phương án giá nằm bé ký lan doanh nghiệp du tỉnh Thanh quan làn việc luống, mi phạm vi điều chỉnh quảng mức độ ảnh hưởng lái, tác động lái hoặc tay bàn. Làn thành viên hội đồng tư vấn có lớp xóm lai like chờ, mệt chế hành nghiên cứu làn trang dự thảo, làn văn bản tài liệu kỳ trung ứng kỳ thanh, liên quán hoạt việc giá nằm bẹc, miệng tham giá tổng hiệp, đảm bảo lợi ích bỏ mà kỳ xuất nghiệp gặp bí nổ. Nghĩ sơ tỏ một cuốn lái hội nghị đại ban thực trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thanh khai óc, bòm nắm tổ chức quỳnh kỳ xong bàn dịch cáo xong bàn giáo si, miền huy động đại mệt chức hèn kỳ xung tư vấn tham giá, tổng hiệp Lan Khoam khảo hô phía quan trọng kỳ đến nằm kỳ thanh có dòng Lan Việt kỳ Mặt trận Tổ quốc. Lan việc cuốn kiên hèn hên óc, chủ trương chính sách kỳ đảng ở nước có do kỳ bản mương. Cái việc đưa xoay, việc đỡ nhân song nhũng, sở cân đáy hội đồng tư vấn, cặp lan thành viên mi liên quán cái hồ ma chủ việc, cặp kiến nghị, cặp phân biện chập chờ, cái kênh kỳ mặt trận. Trên ý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đó, Thanh mi Sĩ Hội đồng Tư vấn nắm hành tham giá kỳ sao chia thành viên. Mắc hội đồng phụ trách một lĩnh vực bác Bê điếu, nản sở kinh tế xã hội, dân chủ pháp luật, dân tộc tôn giáo, cạp lĩnh vực an ninh quốc phòng. Chủ thành viên hội đồng tư vấn, sở xùm siêu cán bộ lãnh đạo, lơ phẳng kiến hiếu, bao sở đứng nhiệm. Xùm cần tiêu biểu tình lai là giòn thức nắm lần chức năng nhiệm vụ việc ết kế mắc hội đồng tư vấn. Đổi nắm cấp mường cấp xa, có lớp tăng bến làn ban tư vấn cấp mường, tổ tư vấn cấp xa. Hoạt lý miền thanh nơi mì sao hộ tình sao trệt mường thì xa thành phố, tăng đáy xam dịp chi ban tư vấn, nắm một hoài cáo xếp thành viên. Si hoài sao xám tình há hoài hà xếp pét xa phương thị trần lớp tăng đáy tổ tư vấn năm hớn một ban cáo hoài thành viên. Thành viên hội đồng tư vấn, ba tư vấn, sở sung cân hủ mưa pháp luật, mì nghiệm, tên kinh nghiệm, tình lai lĩnh vực ký kinh hàng tài bản, mì bản lĩnh chính trị, mắn mẻ uy tín trách nhiệm, mệt chưa hàng, cạp, lơ mì lái tổng hiệp, hờ viếng mặt trần, cạp bán mường đi nằm. trong những năm qua thì ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn cô cái ủy ban nhân dân mừng Nga Sơn cặp mặt cho tổ đó, quốc cô nản là... Mỹ ban tư vấn ký mặt cho tổ quốc lên mì lái việc ép bòm nắm cuộc xây tăng lan hô việc đi án kế hoạch cao né xây tăng lan cơ chế chính sách nhau súng kinh, kinh tế xã hội kỳ bản mường quy hoạch các chương trình đề án kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương rồi là ban hành để xây dựng cái cơ chế chính sách để phát triển kinh tế xã hội sở lưu lượng của co tham gia làm việc giám sát phản biển xã hội ao khập xương úp tăng nà hờ mẹ chủ bà mẹ bến nòng tham gia tổng hiệp khảo lan dự án luật nghị định thông tư đề án cuống hà bí tại phía sông bàn dịp hoàn nỉ hội đồng tư vấn ban tư vấn tổ tư vấn kỳ ủy ban mặt trận tổ quốc lần cấp có lớp mèn chờ tham gia tình là lĩnh vực tư vấn nhau súng đẩy hối chớ ít việc ký mắc thành viên tổng hiệp sức mạnh chất tín quốc bà mẹ bến nòng tàu đại hàng bao cho súng cuống xã hội lan khoang tổng Hiệp tham xá kỳ lan thành viên hội đồng tư vấn ban tư vấn nước đáy nhỏ súng sơ mi chất lượng hiệu quả mi lan cơ sở lý luận cặp thực tiễn cai nắn nước đáy cơ quan bà khản lơ tiếp thù tổng hiệp ít đi xoay lần chủ trương chính sách Hội đồng tư vấn mi vai trò quan trọng của việc tư vấn ở ban thường trực, ban thường vụ, mặt Trần tổ quốc thanh công việc đề xuất kiến nghị năm đảng hơn nước, mưa chủ việc kinh tế xã hội quốc phòng an ninh. Ấy miền hình nước, hủ đáy làn khoang tổng hiệp, miền biên đối bổ sung luật pháp có dòng làn quy định. Cái lan việc ế đi ngàm quảng túa, làn hội đồng tư vấn có lỡ hơi hến đáy vị trí vai trò, tròi hở ủy ban mặt trận Tù Quốc Thanh, mi tăng bách thức, cung trời kẻ, lan việc liên quan hoạt linh vực kinh tế, xã hội, dân chủ, pháp luật, tôn giáo, dân tộc, an ninh quốc phòng lan khoam tổng hiệp ký thành viên của Lan hội đồng có lớp bến làn kênh thông tin quan trọng tròi hớ ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc thanh cho kéo Lan việc chọt chờ cặp chất lượng cuộc họp bị cái hội đồng tư vấn ủy ban mặt trận tổ quốc thanh lớp tham gia tư vấn tổng hiệp khảo pet sĩ dự thảo văn bản pháp luật kỳ quốc hội lan dự thảo làn nghị định kỳ chính phủ dự thảo thông tư son bóc có ệt kỳ lan bổ ngành gặp mặt trận Trung ương tập hợp, hợp cao nẻ một hỏi hộp xịp chết lan khoám kiến nghỉ kỳ bò mẹ bình căng thanh hoạt mặt trận tổ quốc thanh đề nghị lan cấp ngành cho kẻ chọc chờ đi xoay sáng năm nản thành viên hội đồng tư vấn nhang mày thời tham giá khảo việc giám sát đại ủy ban mặt chân tổ quốc thanh bà khản bà lem Đối nắm làn ban tư vấn mặt trận tổ quốc cấp mường, tổ tư vấn cấp xa có lớp mảnh chưa tham gia tỏng hiệp, khảo là nội dung liên quan hoặc chủ việc kịch công tác mặt trận, làn hội việc đề án nhân súng kinh tế xã hội kỳ bản mường, tham gia làn việc giám sát các phân biển xã hội ký mặt chân tổ quốc, bỏng cấp, chờ mỹ yêu cầu. Hôm nay, lớp cào nè kiến nghị cử cơ tri tỉnh bản mương năm ban thường trực ủy ban mặt chân tổ quốc lan cấp, miền chấp chưa xử lý, cho kẻ bao giờ kiến nghị hoán lan cơ quan mê thẩm quyền. ban tư vấn của tôi thì Ban tư vấn tộc khoái lêệt đáy xong việc xong lắng, con mệt tham gia khảo văn bản chủ trương thì cấp ủy ủy ban tất chờ dưới đỉnh hoặc chờ lực quyết định ở chủ trương, gặp chờ lê ệt mồm, thứ sáu hù đài chủ việc lan rong cao nè, gặp ăn đớp hay hề do sợ có phai mệt chớ mệt hèt việc. Cái nào chúng tôi đã biết được họp thành bàn rồi, thì là chúng tôi sẽ nói ngặt, tôi giải nói rất rõ, nói rất tận tình trước khi xây dựng các chương trình giám sát phản biện. Qua trợ xây tăng lan hương việc băng ngoài phản biển, sở có phai mảnh chờ lan khoang tóm hiệp kỳ xung siêu cuống tổ tư vấn gặp ban tư vấn cấp mương. Cai nắn, xung siêu tham gia giám sát, gặp lâm mì hàng hoài lan khoang Tổng hiệp. Ít xoay là nội dung mưa hơn du vệ sinh môi trường hợp bỏ mẹ bí nọ. Góp phần thực hiện tốt cái việc giám sát phản biện, góp ý cho nhân dân nhiệm vụ quan trọng nhất cặp sở có khô giảng nhất đối nắm mắt thành viên hội đồng tư vấn ban tư vấn nản sở lớp mảnh cho nghiên cứu mưa lan trình sách pháp luật kế hoạch hô việc dự án mới liên quan hoạt lan việc dân sinh miền son bóc trói mặt trận tổ quốc cặp đàn cấp ít việc chức năng giám sát phản biển xã hội đề xuất bước ngoài kiến nghị nắm lần cơ quan Miền nhớ súng xoay vai trò ký lăn tổ chức tư vấn, ủy ban mặt trận tổ quốc thanh tư mẹ vận dụng lái son son bóc, miền nho súng đại trí tuệ kinh nghiệm ký xung siêu thành viên tổ chức tư vấn. Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp chưa là hoạt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lan cấp, tiêm số... hàng soi là nội dung dòng lắng, một sở kiện toàn mưa tổ chức nho súng chất lượng việc Ết ký lan hội đồng tư vấn ban tư vấn tổ tư vấn nhiệm kỳ song phạt sọc si song phạt sọc cầu tương hành son bóc mặt trận tổ quốc lần cấp tăng bến ban tư vấn miền ệt việc đáy đi xoay thứ sáu xây tặng hô việc ệt trục bí ký hội đồng tư vấn ban tư vấn tổ tư vấn nắm chủ việc hen mà ký ủy ban mặt trận tổ quốc bỏng cấp cặp nhiệm vụ nho súng kinh tế xã hội kỳ bản mường các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cuốn làn bí chấn nỉ, giám sát cặp phản biển xã hội lửa đáy mòi sau một cuốn làn hoạt động cơ bản ký mặt trận Tổ quốc, cặp làn đoàn thể chính trị xã hội. Bọc nắn về nho súng hô chơi trách nhiệm, mệt chơi hèn ký hội đồng tư vấn, ba tư vấn, tổ tư vấn, càng mi lại y nghe luống, tổng hiệp nho súng chất lượng hiệu quả việc ết ký mặt trận Tổ quốc làn cấp, có do tổng hiệp khảo việc nho súng hùm ký mệt thành.